Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con Lời Ngài làm chứa chan hy vọng Là đường để con hàng dõi bước Laudato Jesu Christos Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sáng và an bình trong Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay thứ hai tuần thứ hai mùa Trời, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Tin mừng của Đức Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, đừng kết án để khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha, hãy cho thì sẽ được cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Loan báo tin mừng bằng đời sống Ông Mahama Grandi, một nhà ái quốc của Ấn Độ đã giành lại được độc lập cho đất nước của ông bằng biện pháp bất bạo động. Nguyên nhân dẫn đến việc mà ông sử dụng cái đường lối không đổ máu để giành được tự do cho đất nước là lấy nguồn từ cái cảm hứng từ chính, từ chính tin mừng tám mối phúc tật. Và cuộc đời của Đức Giêsu ngang qua việc ông thường xuyên đọc lời của Chúa lúc còn trai trẻ thời ông tu học tại Anh Quốc. Tuy nhiên, khi tâm sự với bạn bè của ông, ông đã chia sẻ: "Tôi rất yêu mến Đức Giêsu, nhưng tôi không thích người Công giáo vì họ sống không sống như Đức Kitô. Nếu họ sống như Ngài thì dân tộc Ấn Độ này của chúng tôi đã trở thành những người Kitô hữu từ lâu rồi." Chính vì lý do đó, ông đã không trở lại với làm người kitô hữu ôi sự thật thật xót xa tuy nhiên chuyện tưởng chừng như đã xảy ra bên ấn độ hay anh quốc thời của ông grandi nhưng trên thực tế nó cũng đang xảy ra qua lời nói hành động và lối suy nghĩ của chúng ta nơi môi trường và cuộc sống hiện tại lý do trong đời sống đạo của chúng ta hiện nay nhiều khi chỉ có bề ngoài mà không có chiều sâu chỉ có lượng mà không có phẩm chỉ có nói mà không có hành động chỉ có hô hoán yêu thương nhưng khi gặp những chuyện cần phải giúp đỡ thì tìm cách lẩn tránh hay nhiều khi chúng ta ích kỷ à, và chia cái ô cuộc đời để tách biệt ra những điều mà tin mừng muốn chúng ta sống với thực tế của đời chúng ta. Tuy nhiên là khi tôi hiểu, chúng ta không được phép chia cái mảnh cuộc đời của mình như vậy. Không ai cho phép chúng ta tách biệt nhà thờ, thánh lễ, kinh nguyện ra khỏi cái cuộc sống nơi xóm làng, chợ búa, nhà ga, gia đình hay xưởng thợ nhưng phải đưa lời của Chúa vào mọi ngõ ngách, mọi chiều kích của cuộc sống. Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu Kitô mời gọi chúng ta hãy sống những tâm tình của Chúa, đó là đừng xét đoán hay kết án, hãy tha thứ cho đi, không phân biệt màu da, sắc áo. Mong sao chúng ta có Chúa trong tâm hồn và sống giới răn yêu thương. Khi không kết án, xét đoán, nhưng tha thứ và cho đi, chắc chắn chúng ta sẽ được cứu độ và mọi người sẽ nhận ra chúng ta là con cái Chúa và họ sẽ tin Chúa ngang qua đời sống đạo của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có lòng nhân từ tha thứ như Chúa, để chúng con thuộc về Chúa và đem Chúa đến giới thiệu cho người khác bằng chính cái cung cách sống của chính mình và xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành vào lại trên chúng ta luôn mãi. Cầu chúc ông bà anh chị em một à, tuần an vui. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lời đế Chúa Jesus Christos, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.